Rồi, hiện tại mình có hai cái Messenger, một cái màu hồng, một cái màu xanh nhé. Cái màu hồng này, đấy. Cái màu xanh này, đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Như các bạn đang dùng điện thoại iPhone hoặc là những cái dòng điện thoại khác, khi các bạn dùng ứng dụng ở Messenger ấy, thì các bạn thấy rằng gần đây Messenger đã cập nhật lại cái giao diện, tức là cái biểu tượng icon của Messenger về cái biểu tượng màu xanh ngày xưa nhé, đấy, màu xanh truyền thống ngày xưa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể thay đổi tùy chọn cái biểu tượng icon ở trên Messenger. Các bạn muốn vẫn dùng cái biểu tượng giao diện màu hồng hồng đấy, màu hồng tím tím ấy, thì các bạn có thể thao tác các bạn theo hướng dẫn trong video này của mình. Mình sẽ hướng dẫn để các bạn có thể cài lại cái biểu tượng icon đó, và hoặc thể cài một cái icon nào tùy chọn mà các bạn có thể dùng nhé. Rồi, như các bạn đã biết thì nếu bạn nào mà đã cập nhật cái phiên bản Messenger ở trên Messenger iPhone hoặc là những cái dòng máy khác ấy, thì các bạn thấy rằng Messenger đây đã cái biểu tượng Messenger đã trở về cái màu xanh cùng với cái màu của Facebook này. Cái biểu tượng Facebook Messenger nó đã giống nhau rồi. Nó không phải là cái biểu tượng màu hồng hồng tím tím như ngày trước nữa. Đấy, thì cái này là cái icon, cái biểu tượng icon cũ đấy, chứ không phải là mới nhé. Nó trở về cái biểu tượng cũ thôi. Thì nếu bạn nào mà đang dùng quen cái biểu tượng kia, biểu tượng Messenger màu vàng màu hồng ấy đó, thì các bạn vẫn có thể thay đổi lại thông qua video mình sẽ hướng dẫn sau đây. Đầu tiên ấy, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng là phím tắt. Thì những bạn nào chưa có ứng dụng phím tắt thì các bạn lên kho ứng dụng là App Store nhé, cửa hàng App Store các bạn tải về nhé. Nếu bạn nào có rồi thì các bạn mở cái phần phím tắt này lên. Thì tại giao diện của phím tắt thì các bạn sẽ nhìn trên cái góc phải trên cùng có cái biểu tượng dấu cộng này, các bạn chọn vào. Đấy. Và các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới có cái mục là mở ứng dụng nhé. Mở ứng dụng này. Rồi, các bạn sẽ chọn vào cái phần ứng dụng, chữ ứng dụng MM đây, chọn vào. Đó. Và các bạn sẽ di chuyển và các bạn chọn vào ứng dụng là Messenger nhé. Này này, Messenger ở đây. Đó. Tiếp theo, các bạn sẽ nhấn vào cái phần là mở ứng dụng tiếp này. Đấy, cái chữ này. Đấy, các bạn chọn là đổi tên nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn là Messenger cho mình nhé. Mess. Đấy. Rồi. Các bạn đổi tên xong, các bạn chọn xong này. Các bạn chọn xong. Tiếp tục các bạn chọn vào cái phần mũi tên. Và các bạn sẽ nhìn thấy cái mục là thêm vào màn hình chính này. Đó. Tại đây thì các bạn sẽ có cái phần là ảnh ở đây nhé. Đây này, các bạn chọn vào phần ảnh ở đây. Rồi, mục chọn ảnh. Bây giờ các bạn sẽ vào cái phần là thư viện ảnh của các bạn nhé. Ở đây là những cái biểu tượng Messenger mà mình đã tải sẵn. Các bạn có thể chọn ở trên Google tìm. Các bạn chọn những cái biểu tượng Messenger mà các bạn có thể thấy là nó hợp lý nhé. Đấy, ví dụ mình chọn cái biểu tượng này chẳng hạn. Rồi, các bạn chọn này. Đấy. Khi mà các bạn chọn xong ấy, rồi ảnh nó sẽ hiển thị ở đây. Và các bạn sẽ nhìn trên cái phần góc tay phải có cái chữ thêm nhé. Và các bạn chọn thêm nhé. Rồi, như vậy là cái biểu tượng đây này, cái biểu tượng mới của các bạn vừa được thêm ở đây. Cái biểu tượng cũ nó vẫn là cái màu xanh như này nhé. Đấy, vẫn đây là cái này nhé. Cái này thì nó vẫn dùng bình thường nha các bạn nhé, chứ không phải là không dùng được đâu. Đây, mình sẽ chọn vào luôn như bình thường này, đấy. Tuy nhiên thì nó sẽ hiện nhanh cái phần là phím tắt. Các bạn vẫn nhắn tin, đấy, vẫn nhắn tin, gửi tin nhắn bình thường nhé. Đó, chứ không phải là nó sẽ không chỉ là biểu tượng thôi nhé. Nó sẽ, nhiều bạn nghĩ rằng nó không dùng được, nhưng mà thực chất thì nó vẫn dùng được bình thường. Đấy, còn nếu mà các bạn muốn dùng mỗi cái Messenger này thôi, thì các bạn sẽ nhấn cái phần Messenger phiên bản chính ấy, các bạn sẽ chọn là xóa khỏi màn hình chính thì nó sẽ được ẩn đi và còn mỗi cái biểu tượng Messenger này ở ngoài màn hình thôi. Nó rất là hay nhá. Thì các bạn có thể áp dụng cái cách này để các bạn có thể thay đổi biểu tượng icon Messenger trên điện thoại iPhone nhé, mà các bạn có thể tùy chọn theo cái một cái icon tùy ý của các bạn. Đó, nếu các bạn thấy hay nhé, các bạn comment phía dưới phần video ủng hộ mình và một nút like đăng ký kênh nhé. Vậy là mình cũng vừa giới thiệu xong cho các bạn để các bạn có thể thay đổi cái biểu tượng icon ở trên ứng dụng Messenger khi các bạn dùng điện thoại iPhone thành một cái biểu tượng icon tùy chọn. Và nếu các bạn thấy video hay, ủng hộ mình một nút like video, đồng thời chia sẻ cho mọi người được biết. Và nếu những bạn lần đầu tiên cái kênh của mình thì
thì các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.